Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Thú Y Chị Em. Thì hôm nay thì mình sẽ làm video để hướng dẫn các bạn cái quy trình để làm vaccine trên con heo nái đối với các trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ. Thì trước tiên là đối với cả heo hậu bị khi mà mới vào nái ấy, thì là quy mô thì là khoảng tầm ít nhất là chúng ta lên vào tầm khoảng 4 đến 5 con thì chúng ta có thể làm cái vaccine nó tương đối là ổn định. Thì khi mà vào thì đầu tiên thì bà con sẽ tiêm cho mình cái vaccine, đấy là vaccine tai xanh này. Vaccine tai xanh, sau đó là chúng ta sẽ tiêm đến vaccine dịch tả. Thì hai cái mũi vaccine này có thể cách nhau 1 tuần. Thì mình cứ tiêm cho nó, sau đó là 1 tháng sau là mình sẽ nhắc lại một lần nữa. Đối với vaccine dịch tả và tai xanh thì là ví dụ như là mình mà bắt tầm khoảng 4 đến 5 con thì mình có thể mình mua 1 liều 10 về và mình tiêm, thì thừa thì mình có thể tiêm cho những con nái khác trong đàn, hoặc là mình tiêm cho heo thịt thì cũng không gây cái sự lãng phí. Thì đấy là đối với cả trước khi mà mình đối với heo hậu bị. Còn lại thì có thể là tiêm vaccine khô thai. Vaccine khô thai này thì tiêm trước phối 2 tuần. Thì là khô thai thì nó có liều 1 con, do vậy thì bà con có thể là mua cái liều 1 con này về mình tiêm. Thì đối với cả heo hậu bị này ấy, thì khi nó lên giống kỳ đầu tiên thì là mình có thể là sẽ tiến hành tiêm mũi 1 sau khi nó lên giống được khoảng 10 ngày. Sau khi lên giống 10 ngày mình tiêm. Đấy thì kỳ đầu tiên và kỳ thứ hai có thể mình bỏ qua và sang kỳ thứ ba mình thả. Thì là trước khi mà nó lên giống kỳ thứ hai sau khoảng 10 ngày mình tiêm thì là tầm khoảng 2 tuần sau là mình thả là vừa. Đấy thì đối với vaccine khô thai, chăn nuôi nhỏ lẻ thì chúng ta cũng chỉ cần làm các cái loại quan trọng đến là cũng tương đối là ổn định. Ngoài ra thì đối với cả heo đang sinh sản, tức là heo bầu và heo bầu và heo đẻ thì mình sẽ tiêm cái thứ nhất là đối với cả heo đang mang thai thì chúng ta định kỳ 3 tháng chúng ta sẽ nhắc lại vaccine tai xanh 1 lần. Đấy, theo chu kỳ đấy thì ví dụ như là trại nhà mình khoảng từ 4 đến 5 con trở lên thì mình vẫn có thể mình mua 1 liều 10 và mình tiêm cho tổng nái. Thì đấy là đối với vaccine tai xanh. Nhưng mà chú ý bà con là trước khi mà tiêm vaccine tai xanh, đặc biệt là đối với cả heo nái đang chửa và đang nuôi con, thì là chúng ta lên trộn cho heo ăn kháng sinh tổng hợp. Có thể là cho ăn amoxicillin này hoặc là ambicillin để cho heo ăn, để cho nó làm giảm cái áp lực mầm bệnh đi trước 1 tuần và chúng ta tiến hành tiêm vaccine tai xanh. Thì như vậy thì con heo nó sẽ không ảnh hưởng gì và heo vẫn rất là khỏe mạnh. Đấy, nhớ chú ý là định kỳ 3 tháng nhắc lại tai xanh 1 lần. Còn đối với vaccine giả dại thì chúng ta sẽ định kỳ 6 tháng chúng ta nhắc lại 1 lần. Và kể cả đối với heo chửa hay là heo đang nuôi con thì cũng đều có thể tiêm vaccine giả dại được. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành tiêm vaccine dịch tả. Dịch tả thì đối với heo nái chửa trên 10 tuần là chúng ta có thể heo tiêm cái vaccine dịch tả lại được. Thì như vaccine dịch tả thì trên thị trường hiện nay thì giá nó rất là rẻ. Kể cả tả ngoại đi chăng nữa thì giá nó chỉ rơi vài chục nghìn 1 liều 10 con thôi. Nên là mình vẫn có thể mua 10 con về mình tiêm. Giả sử như trong đàn chuồng nhà mình có 2 con, mình vẫn phải mua 1 liều 10 về xong rồi mình tiêm. Còn lại mình có thể tiêm cho con khác cũng được. Đấy là đối với dịch tả. Còn lại là đối với cả vaccine Econi nái thì ta sẽ tiêm trước đẻ từ 2 đến 3 tuần. Thì như thị trường hiện nay thì có một số loại vaccine thì trong thành phần thì nó vừa có cả E. coli và nó còn có thêm cả rotavirus. Do vậy thì có thể phòng cho con heo con khi sinh ra là không bị E. coli và rotavirus gây hiện tượng tiêu chảy do virus ở trên heo đang nuôi, đang theo mẹ. Thì là sẽ giảm thiểu rất là nhiều cái thiệt hại cho bà con chăn nuôi. Đấy, thì ngoài ra thì có một số các loại vaccine cũng khá là quan trọng. Ví dụ như là Psycho thì mình cũng có thể tiêm cho heo nái. Nhưng mà đấy là tùy theo điều kiện và tùy theo cái áp lực dịch bệnh của từng khu vực thì mình có thể mình tiến hành tiêm. Thì như trên thì mình đã hướng dẫn tương đối là kỹ các cái loại vaccine mà chính mà rất là cần thiết cho con heo nái. Thì bà con có thể áp dụng theo cái quy trình như vậy. Thì hiện tại thì các cái trang trại mà ở khu vực mình đang bán thuốc và phục vụ cho bà con chăn nuôi thì các trại người ta cũng đang áp dụng quy trình như thế, thì đem lại cái hiệu quả rất là lớn và cái lượng hao hụt và cũng như là cái tỷ lệ mà rủi ro ấy, thì rất là ít. Heo thì heo mẹ thì khỏe mạnh này, heo con sinh ra thì là không bị tiêu chảy và khỏe mạnh trong quá trình heo mẹ đang nuôi con. Đấy, thì bà con chú ý là cứ làm tương đối là chuẩn như vậy. Ngoài ra thì chú ý thêm một cái nữa là đối với cả cái vaccine lở mồm long móng ấy, thì chúng ta sẽ tiêm theo mùa vụ, tức là thường là vào mùa từ tháng 8
đến khoảng tháng 3 đến tháng 4 năm sau ấy, thì là cái mùa đấy là mùa hay xảy ra hiện tượng lở mồm long móng, thì bà con có thể tiêm phòng cho heo nái cái vaccine này. Thì đối với cả đặc biệt là đối với cái heo hậu bị thì mình tiêm cái đấy không vấn đề gì, nhưng đối với nái chửa hoặc là nái đang nuôi con thì tiêm cái đấy vào thì có thể nó xảy ra cái phản ứng sốc ấy. Thì trước khi mà tiêm cái vaccine đấy thì mình chú ý là mình cho heo nái nó ăn cái hạ sốt vào, cái paracetamol ấy, thì là con heo nái nó sẽ không bị phản ứng nhiều. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video của mình. Nếu thấy hay thì hãy ấn vào đăng ký và ủng hộ kênh của hai chị em nhà mình nhé.